Hello, Hoàng xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ nha cả nhà. Ở đây thì mình có gắn móng square sẵn rồi. Móng này là móng suy nha cả nhà. Thì mọi người mà lúc mà mua móng square suy á thì nhớ là mà lựa cái móng mà nó không có bị cụp xuống nhiều nha. Nếu mà bị cụp xuống nhiều á thì sẽ dũa rất là cực mọi người. Cái loại này là loại thường nha. Nó không rất là dễ đắp mọi người, đắp lên là dũa nó cũng dễ, nên mọi người lúc mà mua có nhiều bạn hỏi mình mua móng móng suy mua ở đâu thì nhiều chỗ nó bán lắm, nhưng mà lựa thì mình tốt nhất là mình lựa cái móng nó không bị cụp nha mọi người. Cái móng nó càng narrow skinny thì mình mua cái móng đó nha. Đó thì mình sẽ đắp bột nu. Bột nu thì là dễ đắp nhất trong các màu nha mọi người. Thì mình cũng chỉ đắp một cục thôi. Bột thì chảy đây, mọi người thấy nè, bỏ cục bột lên ngay chính giữa. Cho bột nó ở trên móng nha, rồi mình sẽ chùi cây cọ xuống tờ giấy cho nó sạch. Rồi bắt đầu mình sẽ kéo, mình lấy chấm miếng nước mình sẽ kéo. Đây, bỏ một cục ngay chính giữa nha mọi người. Đó. Đẩy lên cho nó tròn cuticle, rồi mình chậm một cái mình lôi xuống thì bột nó sẽ lôi cục bột nó xuống, thì lúc đó mình kéo thì nó sẽ sắp gần hết móng thì kéo rất là dễ nha. Sau khi mình bỏ hết 5 ngón mình sẽ bỏ bột ly lên, bỏ bột ly lên cũng vậy nha mọi người. Nhớ là luôn luôn chỏng cái tay của người khách xuống nha, xuống để tờ giấy ở dưới, tại mình đắp ướt ha. Thì luôn luôn mình để tờ giấy ở dưới, nếu mà không để tờ giấy ở dưới á, thì mình kéo bột nó sẽ xuống cái khăn hết thì nó rất là dơ nha. Nên cẩn thận. Đó, để cục bột lên. Nhớ là cách cuticle một khoảng nha mọi người. Chứ đừng có feel, đừng có bỏ bột liêm mà sát cuticle luôn, thì chút nữa cái khúc đó nó sẽ dày thì khó dũa lắm. Đó, đẩy cục bột lên. Cho bột nó, lúc mình bỏ bột lên nó là cho bột nó nằm lên cái móng hết nha. Rồi đây ngón cái nữa là xong. Bàn bên đây thì cái bàn bên đây thì đắp trong vòng 2 phút rưỡi nha mọi người. Đắp bột với bột clear là 2 phút rưỡi, mà cái móng này cũng thuộc dạng là medium long nha. Đó, bây giờ mình sau khi mình đắp mình sẽ xịt alcohol lên nè. Mình xịt alcohol lên mà mọi người thấy cái ngón cái không, nó còn ướt á, mình đừng có xịt lên đó tại nó vẫn còn ướt. Nếu mà mình xịt lên đó thì chút nữa nó sẽ nổi cái đốm 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 á, thì mình sẽ bóp vờ ra hơi cực chút xíu, nên để khô chút xíu thì mình sẽ xịt nha. Trước khi đắp bột nhớ là bỏ primer lên nha mọi người, cho bột nó stay. Nếu mà mình quên bỏ primer thì cái móng nó sẽ bị lift 2-3 ngày nó sẽ bị rụng nha. Đó, đắp ngón cái trước nè, rất là đơn giản mọi người. Bột này dễ đắp lắm, ai mà mới học đắp bột thì mình cũng có thể học đắp bột nu trước nè. Bột nu là dễ nhất trong các loại bột mà nha mọi người. Đó, bột chậm lên là cho cây cỏ nó không còn dính bột nữa thôi nha. Rồi mình sẽ lấy nước mình kéo. Đó, rất là đơn giản mọi người. Giờ móng dài á, mình cũng lấy một cục bột mình đắp, chứ đừng bao giờ mà tập đắp hai cục hết nha. Cọ này thì mình xài cọ số 22 nha. Nếu mà mọi ai mà hay đắp móng dài á, mà ở mấy cái khu mà giống như Hoàng vậy nè, mình đắp móng dài nhiều hơn đắp móng ngắn luôn, thì mình nên sử dụng cọ số 22. Lấy cọ, lấy bột, lấy nước nó cũng nhiều nữa nha. Thì cái đó thì theo Hoàng thôi. Tại vì Hoàng thời xưa giờ mình chỉ đắp cọ số 22 thôi, nên mình mới làm được nhanh vậy. Mình làm quen với cây cọ thì mình làm cái gì nó cũng được mọi người. Móng ngắn, móng dài mình đắp cũng được nha. Thì mấy cây cọ này mình đắp hum cũng dễ nha mọi người. Đắp hum neo á, mình lấy được nhiều bột. Đó, sau khi bỏ xong hết 5 ngón thì mình sẽ bỏ bột clear nha. Mọi người đâu có thấy mình chỉnh cuticle nhiều đâu đúng không? Chỉ cần bỏ cục bột lên thôi
là tại cái cách lấy bột, mọi người thấy không, mình lấy ngay cái đầu cây cọ á, mình thấy nó tròn không, lấy cục bột nó tròn nè, mọi người xem nè, đó thấy cục bột nó tròn không, mình chỉ cần để lên là nó in cái tròn nó sẵn rồi, mình khỏi cần chỉnh luôn mọi người. Đây mọi người xem nè, đó mọi người thấy không, tròn. Lúc mà mình lấy bột á thì bột nó sẽ dung lên cái đầu cọ á, thì nó tròn sẵn rồi, mình chỉ cần bỏ lên thôi. Bây giờ ngón cái nó là xong nha mọi người, hoàn thành bộ này trong vòng 5 phút mấy nha, chưa tới 6 phút. Mọi người xem video của Hoàng nhớ rồi, nhớ comment cho Hoàng, khỏi cần khen Hoàng cũng được, cho thả tim cho Hoàng cũng được. Mọi người xem nhớ like, share, đăng ký kênh nha. Hoàng cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.